Hello, xin chào các bác. Một sản phẩm mà phải gọi là rất cố gắng mới dám bỏ tiền ra mua. Rất cố gắng mới dám bỏ tiền ra mua nhá. Bởi vì là chờ mãi nó mới khuyến mại, nó mới giảm giá. Hỏi tại những cửa hàng, tại địa chỉ, tại nơi mà em đang sống ấy, tại thành phố em đang sống thì nó hơn 700. Lên Shopee chờ đợi mãi thì cuối cùng thì nó xuống còn có hơn 500 thôi, cả tiền vận chuyển này. Nó có là 603, bởi vì em đã dùng hết cái vận chuyển miễn phí rồi, đành phải dùng mất tiền. Mới có 603.000 thôi nhá. Đây là một chiếc vòng găng tay Xiaomi Mi Band 5. Một chiếc vòng găng tay Xiaomi Mi Band 5 nó không đáng là bao nhiêu cả, nhưng mà phải rất cố gắng mới dám bỏ tiền ra mua. Bởi vì là cảm thấy nhiều khi là cảm thấy thích lắm, nhưng mà cảm thấy nó lại không cần thiết, cảm thấy nó hơi phí tiền. Đó, thì thế là giảm giá thì thôi, quyết tâm bỏ tiền ra mua nhá. Và hôm nay sẽ mở hộp cho các bác xem luôn là sản phẩm em mua trên Shopee ấy. Mua trên Shopee, cái này là mua trên Shopee tại Việt Nam thôi. Đó, các bác nhìn đóng gói không? Đóng gói của Việt Nam thì nó dân dã và đơn giản như này thôi, nó không có cái túi xăm xám của Trung Quốc, đúng không? Đó, thì cái shop này chuyên bán về đồ Xiaomi, rất là nhiều đồ Xiaomi. Thì em cứ chầu trực và em theo dõi shop này, thì hôm nay thấy người ta giảm cái Mi Band 5 này và em đã mua, quyết định và mua. Đó, bây giờ mở hộp nhá. Đây này, đóng gói rất là chắc luôn. Đó, Xiaomi Mi Band 5, để xem là có cài đặt có dễ hay không. Thế bỏ là khó cài đặt, bởi vì đây là bản đây các bác này, đây là bản nhập khẩu, là nó là bản Trung Quốc ấy, nó không là bản chính hãng, mà bây giờ nó cũng chưa có tiếng Việt thì phải. Em thử cài xem là nó sẽ là tiếng gì nhá. Ôi, cẩn thận thế, bao nhiêu lớp túi là toàn túi đen không. Đây qua này, giá niêm yết cũng là 750.000 và em mua với giá chỉ khoảng như là 550.000 thôi, được giảm 200.000 trong chương trình khuyến mại. Và nghe nói đâu là sẽ khuyến mại dài đấy. Thế các bác có muốn mua thì các bác cứ để lại comment, em sẽ đưa đường link thôi nhá. Đây, một sản phẩm còn nguyên siêu các bác này. Đấy, còn nguyên siêu này, còn nguyên siêu màu đen luôn đó, bác nhìn đâu, còn nguyên siêu hai đầu luôn. Về thông tin các bạn, đây là sản phẩm cho thị trường nội địa Trung Quốc, thế nên là nó toàn tiếng Trung Quốc nhá. Ở bên trên này nó ghi là một số thông tin, ví dụ như là tên modem này, hay là điện áp pin là 125mAh, hỗ trợ được Android 5.0 trở lên và iOS 10 trở lên. Bác nào có iPhone 5 thì iOS 9 thì nhớ cập nhật lên để chạy nhá. Không biết iPhone 5 có dùng được iOS 9 không nhỉ? iPhone 5 thì lên iOS 10 chứ nhỉ? iPhone 5 mà không là dùng iOS 10 không dùng được cái này. Phải dùng được iOS 10 mới dùng được, trở lên mới dùng được. Đó, 5 ATM là cái gì nhỉ? Đó, toàn thị Trung Quốc rồi, hỗ trợ Bluetooth 5.0, điện áp sạc là 5V, 200mAh là mắc sạc. Đấy, có nghĩa là cắm sạc 1A thì nó chỉ lên được như thế thôi. Có một số thông tin Trung Quốc linh tinh nữa, không hiểu nó cái gì cả. Đây có một cái tem này, có dãy số serial number này, tí xem có trùng hộp không nhỉ? Tí bóc ra xem trùng không nhá. Một dãy số là SKU, không biết là dãy số gì, và một cái mã vạch của Trung Quốc ở đây. Đó, nguyên siêu như này, hình ảnh của nó đây các bác nhá. Của hãng Xiaomi này, bây giờ em sẽ mở hộp nhá. Đây, đầu tiên sẽ rạch siêu ở chỗ này trước này. Đó, các bác nhìn không? Siêu màu đen này. Đó, bên trong có những cái gì này? Cái này thì đầy người, cái này ra lâu lắm rồi, đầy người bóc hộp rồi. Nhưng mà đây là em mua trên Shopee và rất là vui, rất là cố gắng mua được sản phẩm này, nên em phải bóc cho các bác xem để khoe chứ, đúng không? Đây có một cái dây sạc này. Đây, đồng hồ Xiaomi Mi, vòng tay Xiaomi Mi Band 5 đây các bác này. Đơn giản như vậy thôi. Hết rồi, bên dưới này như là sách hướng dẫn sử dụng. Đúng là không có cái gì cả. Không có cái gì cả. Không có một cái gì luôn. Đó, hết rồi. Đây có một hướng dẫn sử dụng. Trên này có một cái thông số giống như trên kia, bằng tiếng Tàu nha. Không có tiếng Anh hay sao ấy. À, sao có tiếng Anh không nào? Không thấy có tiếng Anh. Đây là phiên bản thị trường nội địa, lên toàn tiếng Tàu ra, đến tiếng Anh người ta không thèm cho vào luôn. Đó, muốn tải app thì bật điện camera và quét barcode ở đây thì sẽ hướng dẫn tải app vào. Đây, ok. Thử quét xem nào. Thực ra em mới thừa tải cái gì rồi, nhưng cứ quét thử xem nó có lên hay không. Đây, ok, Mi Fit này. Đó, em đã tải sẵn rồi, mới thừa mà. Em biết là tải cái gì mà, bởi vì hâm mộ lâu lắm rồi. Ok, thì bây giờ là đến nhân vật chính nhỉ. Đây, được đóng siêu kỹ như này các bác này. Đó, xé luôn. Mới phải như thế, đúng không? Đây,
không thấy bảo gì, vẫn còn đang đen xì. Đây là một cái dây sạc, chỉ có một cái dây sạc thôi, không củ sạc đâu nha. Đó, một cái dây sạc này. Ok, dây sạc này là dây sạc từ Mi Band 5 trở lên là sẽ dùng dây sạc này, mà mới có Mi Band 5 thôi. Mi Band 4 đổ lại thì bắt buộc là phải tháo cái mặt ra mới sạc được, còn cái này thì không cần phải tháo, chỉ cần để đây là sạc được. Em nghe quảng cáo như vậy, đó, tự động nó hút vào các bác nha. Đây này, để ngược thì không sao nó hút được, để ngược thì nó không hút được luôn. Đó, làm châm mà, để đúng nha thì nó sẽ hút vào được này. Đó, là sạc được. Đó, bây giờ em sẽ kết nối xem nó như nào nha. Không thể lên nhỉ, không thể lên, thử cắm sạc rồi, chắc là hết pin. Không thể lên. À, lên rồi, lên rồi. Đó, tạm thời đang hết pin rồi. Em sẽ đăng nhập vào cái thẻ MiFit và em tạo tài khoản á. Chờ cho lên pin em sẽ kết nối cho các bác xem nha. Đây, tiếng tàu này. Đó, bản nội địa của tiếng tàu này. Đó. Ok, ok. Em sạc mãi thì nó lên được một tí thôi. Nhanh nhanh để kết nối để làm clip cho các bác xem. Đó, thì khi mở lên thì nó toàn chữ tàu này này. Bởi vì đây là hàng, gọi gì, hàng nhập khẩu, hàng nội địa ấy. Thì em cứ mở cái MiFit này, em đã tạo tài khoản rồi nhá. Thì những để dùng cái này ấy, thì điện thoại các bác phải hoạt động được Bluetooth bình thường nhé, không có Bluetooth thì không dùng được đâu. Đó, không phải là ấn vào tìm và kết nối là được, mà chúng ta phải dùng cái phần mềm nhá, ấn vào dấu cộng này, ấn vào vòng đeo tay này, chứ nếu mà kết nối luôn thì nó bị lỗi đấy. Đó, và nó sẽ tìm thì mới được, chứ nếu mà các bác ấn vào Bluetooth và tìm kiếm nó hiện Mi 5 và ấn kết nối thì không được đâu. Đó, em phải nói cho các bác này, các bác biết, bởi vì thực ra rất nhiều người làm về cái đồng hồ này rồi, nhưng mà em vẫn cứ muốn làm, em vẫn cứ muốn làm lại cho các bác xem. Đây, để bên cạnh mà tìm nha. Nó sẽ tự động kết nối, và không biết là kết nối xong thì nó sẽ là như thế nào nhỉ. Theo những clip mà em tìm hiểu thì kết nối xong thì nó sẽ là tiếng Trung Quốc. Và đã có cách, đã có một số kênh đã hướng dẫn cài tiếng Việt rồi. Đó, thế này là, nhưng mà em cứ thử xem là bây giờ nó có bản mới nhất thì nó đã có tiếng Việt hay chưa. Đó, không thì em sẽ ngồi hiểu em cài tiếng Việt lại. Ok. Đó. Khôi phục và cài đặt. Cái này nó sẽ mất khoảng vài phút đấy. Cái này nó sẽ mất khoảng vài phút. Đây thì cái này nó vòng cái tay này ấy, thì nó có một cái dây nhé. Nó có một cái dây là dây cao su này. Và chức năng của nó ấy, thì dùng để mà chúng ta có thể để đo bước đi này, kiểm tra được nhịp tim, kiểm tra được lượng calo tiêu thụ ở trong ngày để tập thể dục, cũng như là rất là nhiều tiện ích khác như là thông báo cuộc gọi, tin nhắn, cũng như là xem giờ. Đó, đơn giản như vậy thôi. Thì chúng ta có thể tháo rời được như thế này, và chúng ta có thể mua rất là nhiều loại dây khác nhau. Dây có thể là dây đơn giản như thế này, nhưng màu khác, hoặc có thể là dây kiểu trang trí ấy. Nó cũng rất là tiện, rất là hữu ích, rất là thú vị. Đây nha. Thì bây giờ em cài xong rồi đây này. Nó hiện tại đang báo là pin yếu này. Có hai sọc vòng tay của bạn là pin em mới mua, thế nên là mới có 10% thôi. Bây giờ thì lại còn 9 rồi. Đây nha, thì ở trong này em sẽ bật cái quyền lên để có thể dùng được thông báo cho cuộc gọi này. Phải bật cái quyền lên thì nó sẽ mới thông báo được các bác nha. Đó, bây giờ sẽ là tin nhắn ứng dụng là mở thông báo hết rồi. Ok, chưa có tiếng Việt, toàn là tiếng tàu thôi. Đây các bác này, toàn là tiếng tàu thôi. Để tí em cài tiếng Việt xem là như thế nào. Đó, toàn tiếng tàu thôi, không có tiếng Việt. Đó, bản nội địa mà. Nhưng mà cài tiếng Việt đấy, vào YouTube mà xem. Để vào YouTube xem thử nha. Vào YouTube xem thử này. Cài. Chưa cài có tiếng luôn. Tiếng Việt cho Mi Band 5. Đó, rất nhiều cách hướng dẫn, rất nhiều bên hướng dẫn cách cài các bác nha. Đây này, cái này có cái 10.000 lượt view này. Đó, chút em sẽ xem và em sẽ cài thử nhá. Đó, các bác chờ chút xem có dễ hay không. Ok, ok. Sau khi hì hục mà mất khoảng 30 phút thì bọn em đang cài tiếng Việt các bác này. Đây, đầy đủ tiếng Việt luôn.
Đây các bác nha. Đó, đầy đủ tiếng Việt luôn này. Đó, trạng thái, nhịp tim, thông báo, sờ chét, hít thở, nhắc nhở thời tiết. Nói chung là đầy đủ tiếng Việt luôn, dùng rất ngon. Và thấy bảo là bác nào dùng iPhone thì chưa cài được thì phải. Android thoải mái rồi. Đó các bác nhá, thông báo hiển thị tiếng Việt đẹp luôn. Đó, cài đặt độ sáng màn hình này. Tất cả thứ đều có tiếng Việt này. Đó, các bác thấy không? Rất là sướng luôn. À, và khi mà em tìm kỹ ở trong cái hộp định vất cái này đi thì nhìn ở đáy thì nó có thêm một cái dây mà cửa hàng người ta tặng theo các bạn. Đó, cái dây màu vàng như này nhá. Rất là cute luôn. Đây, em đeo ở tay các bác. Tay em khá là to. Tay em khá là to nhưng mà cái này đeo vừa luôn. Cái này thì nó phù hợp với cả từ tay nhỏ đến tay to. Thoải mái luôn, tay chị em phụ nữ cũng như là tay các anh em đều đeo được. Đó, các bác nhìn này. Rất là thoải mái. Đó, như này nhá. Đó, bây giờ mà muốn thay cái dây vàng này vào thì chỉ cần nhấc này ra thôi. Đó, là thay được. Đây là người ta tặng theo cái dây này. Giá này biết thấy bảo là 50.000 à. Đó, nhưng mà ta tặng theo, em không mất tiền mua. Đó, các bác nhìn này. Đó, thế là thành màu vàng luôn. Cho các chị em nào mà thích màu vàng. Rất là nhiều màu sắc. Nhưng mà đây là người ta tặng theo ngẫu nhiên, cũng chả biết là như nào lấy phải màu vàng. Đó, nghe nhạc này. Điều khiển được nhạc ở trên điện thoại nhá. Đó, rất là đầy đủ, thông báo hiển thị có bao nhiêu hiển thị hết. Rất thú vị luôn. Cái này thực sự là rất là thích. Nhưng mà trước giá nó cao quá, không dám mua Mi Band 4 thì không thích, nó lỗi thời rồi. Chờ Mi Band 5 thì chờ giá xuống thì mới dám mua. Thì là nó xuống ấy, ở trên Shopee ấy. Thế là nhanh tay các bác mà đang mua sản phẩm này thì các bác nhanh tay để mua nhá. Bây giờ chỉ còn hơn 500.000 thôi. Chỉ có 550 thôi, 550 thôi thì phải. Đó, để mà biết được đường link nó cụ thể nằm ở đâu ấy. À, thì các bác có thể comment ở video là dưới video là cho em sẽ gửi đường link cho. Còn nếu mà bác nào mà muốn cài tiếng Việt mà không được ấy thì có thể liên hệ với em hướng dẫn cho cách cài. Rất đơn giản thôi, em cũng hì hục và rất là nhiều gặp rất là nhiều lỗi. Nhưng cuối cùng cũng thành công. Đó, cảm thấy cũng bó công mà mình ngồi mình nghiên cứu để mình cài. Rất là dễ, tự mình có thể cài được bởi vì em không hề biết gì về kỹ thuật nhưng mà em xem video ở trên YouTube và em cũng cài được. Đó, đơn giản như vậy thôi các bác nhá. Một chiếc Mi Band 5 với giá chỉ có 550, thật là tuyệt vời. Đó, bác nào muốn mua thì có thể comment ở dưới em đường gửi link nhá. Cảm ơn các bác xem clip, chào tạm biệt các bác.